Lược lược sơ qua học tuần trước này, mình học cái gì đây? Các quá trình phân tích dùng màng lọc. Trong đó có nhóm đầu tiên là các quá trình điều khiển bằng áp suất. Thì có gì? Microfiltration, vi lọc. Gì nữa? Ultrafiltration, nanofiltration và phải gì? Reverse osmosis là lọc thẩm thấu ngược. Rồi các quá trình lọc khác. Nhưng mà từ phần sau trở đây là mình chỉ học bốn quá trình mà ứng dụng được nhiều nhất trong thực phẩm thôi. Đó là microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration và reverse osmosis. Về mặt lý thuyết thì reverse osmosis cho cái gì qua? Cho gì qua? Nước. Chỉ có nước đi qua thôi, nguyên tắc là vậy, nhưng mà thực ra nó vẫn cho được đâu đó vài phần trăm muối ăn chẳng hạn, không bị lý tưởng được. Nanofiltration cho cái gì qua? Muối đơn hóa trị. Muối đơn hóa trị mới qua, hóa trị một mới qua, hóa trị hai bị giữ lại. Rồi còn ultrafiltration cho gì qua? Đó, những cái thành phần mà nó không phải là đại phân tử, không phải là phân tử lớn, là nó ngoài đường, các loại muối, muối đa hóa trị, đơn hóa trị gì cũng qua hết. Ultrafiltration là để tách đại phân tử, ví dụ protein có kích thước phân tử lớn và nhỏ có thể tách ra thành hai nhóm. Nghĩa là ultrafiltration là nó đến phân tử rồi, có lượng phân tử lớn, dạng lớn, tinh bột kia. Còn microfiltration là không cho cái gì qua, những cái nào mà dạng không tan, ví dụ như vi khuẩn, ví dụ như hạt cầu bé trong sữa, nó là dạng không tan, là những hạt vẳng, hạt lơ lửng, hạt phân tán, nó không qua. Còn lại là qua hết. Đây là nhắc lại sơ sơ thôi để nhớ bài rồi mình đi tiếp phần tiếp theo. Sau đó mình có học các đặc trưng, những cái thông số về quá trình phân tách lọc. Nó có phân biệt giữa lọc dead end và lọc cross flow. Hai cái này khác nhau thế nào? Rồi không nhớ gì luôn, giờ nhớ. Dead end là lọc vuông góc, cross flow là lọc tiếp tiến. Trong công nghiệp thì thường thường hay ứng dụng kiểu gì? Lọc tiếp tiến này nó sẽ ít bị nghẽn màng, có cơ hội để hàng lưu dịch lọc nhiều lần, tăng độ cô đặc như mong muốn. Rồi một số thông số như là tốc độ dịch lọc qua màng, áp suất siêu màng, mình học trong phần này. Sau đó mình học đến vật liệu làm màng và modun màng. Vật liệu làm màng thì có nhóm hữu cơ và vô cơ. Thông thường thì nhóm nào có hạn sử dụng dài hơn? Vô cơ. Nhóm nào đắt tiền hơn? Vô cơ. Vô cơ thì nó đắt tiền hơn và hàng sử dụng dài hơn, khó làm hay dễ làm hơn? Khó làm hơn. Thì những cái màng lọc mà xuống kích thước nhỏ là không có làm vô cơ được, làm vô cơ. Rồi tại sao vô cơ hàng sử dụng nó dài? Vì nó hoạt động, nó chịu lực được tốt, chịu được những cái điều kiện khắc nghiệt như pH thấp, nhiệt độ cao. Và đặc biệt là khi mình rửa đó, mình rửa mạnh được, dùng hóa chất mình rửa mạnh, mà rửa sạch được có nghĩa là dùng được lâu. Rồi, vậy nữa. Các module, có module nào? Module màng phẳng. Trong đó có cái thiết kế truyền thống nhất là lọc. KB là gì? Khung bản. Lọc khung bản, cứ một cái miếng khung là miếng lọc, miếng khung, miếng lọc. Lọc mà lọc khung bản như thế này thì tỷ lệ xếp màng là lớn hay nhỏ? Nhỏ. Ngon, truyền thống mà. Module thứ hai là module dạng ống. Ống này là ống lớn, ống tính bằng cm. Module này phù hợp hay không phù hợp cho dịch lọc có độ nhớ cao? Phù hợp. Lọc khung bản phù hợp, module này cũng phù hợp. Thì nó to, nó có nghĩa là mình bơm được cái dịch
có độ nhớ cao qua và mình bơm được cái dung dịch mà có hạt vẳng chẳng hạn, mình vẫn bơm được. Và mấy cái module mà có cái channel, có cái kênh mà dịch bơm vô rộng như vậy thì mình có thể bơm với tốc độ lớn hơn hay nhỏ hơn? Lớn hơn. Mà bơm tốc độ càng lớn thì càng dễ nghẽn hay khó nghẽn? Khó nghẽn, nó xới lên vì nó tăng cái tính chảy. Chảy gì? Chảy rối hay chảy tăng? Chảy rối. Mô đun thứ ba là gì? Cái ống dệt, là cái cuộn dệt. Cái này thì có tỷ lệ xếp màng cao hay thấp hơn so với dàn ống? Cao hơn rất nhiều, mà mình cuốn ở trong đó. Cái cấu trúc của cái ống này là nó cái dạng sandwich. Dạng sandwich là cứ dạng là cứ một kênh là dịch lọc đi, còn cái mặt bên kia là cái gì đi? Mặt bên kia là gì đi? Mình cho một cái dịch lọc vô thì nó tách thành hai phần, fit ấy. Đi qua một cái màng lọc, nó tách thành hai phần. Phần này gọi là gì? Dịch qua màng là PMF. Giữ lại là gì? Phần giữ lại là retentate. Nó có hai phần vậy. Thì trong cái ống dệt này nè, người ta phải thiết kế nó dạng phải có hai cái kênh, một cái kênh cho retentate nó đi, một cái kênh cho PMF nó đi, nó là phải có khe hở. Nó cứ chèn giữa cái màng lọc là những cái tấm để tạo không gian cho mấy cái này nó di chuyển trong đó được. Rồi, cái màng lọc này như vậy là cái không gian mà cho retentate nó đi là rộng hay hẹp? Hẹp, vì nó quấn lại lớp rất mỏng, cho nên bơm được những cái dịch mà có độ nhớ cao không? Không. Bơm được những cái dịch mà có hạt vẳng này kia không? Không. Đem lọc sữa được không? Không. Sữa có nhiều thứ ở trong đó. Thường thường này là để lọc nước, lọc một cái dung dịch mà có một vài hợp chất thôi, chứ còn gì phức tạp quá là khó. Rồi, mô đun thứ ba, mô đun thứ tư là gì? Sợi rỗng. Hollow fiber. Nói chữ fiber là sợi rồi đó. Kích thước của nó là mm, nhỏ hơn mm luôn. Cái sợi, nhưng mà trong đó nó có gì? Cái ống, nhưng mà nó nhỏ hơn. Trong bốn cái này, cái nào tỷ lệ xếp màng cao nhất? Sợi rỗng. Nó càng nhỏ có nghĩa là trong một không gian tổng diện tích bề mặt sẽ nó sẽ càng càng lớn. Phần thứ tư mình học về phân cực nồng độ và nghẽn màng. Phân cực nồng độ là gì? Là sự chênh lệch hàm lượng của chất có khối lượng phân tử lớn, tức là chất mà được giữ lại bởi màng đó, giữa sát bề mặt màng và ở xa bề mặt màng. Những cái chất mà bị màng giữ lại thì sát bề mặt màng hàm lượng nó cao lên hay thấp xuống? Cao lên. Ví dụ khi nước nó chảy qua bên kia màng thì tự nhiên hàm lượng chất giữ lại cao lên, phân cực nồng độ. Và kết quả của phân cực nồng độ là mình sẽ có gì? Nghẽn màng. Nghẽn màng có thể chia ra thành, theo tùy cái phương pháp mình rửa được nó, mình chia ra thành nghẽn thuận nghịch và nghẽn bất thuận nghịch. Ok. Rồi nghẽn màng tùy theo vị trí của nó, người ta có thể chia ra là nghẽn màng trên bề bề mặt và nghẽn màng bên trong màng. Cái nào dễ xử lý hơn? Trên bề mặt và thuận nghịch dễ xử lý hơn. Ok, bây giờ mình đến phần thứ năm là các kỹ thuật để cải thiện hiệu quả hoạt động của lọc màng. Performance Enhancement Techniques. Techniques là các kỹ thuật, enhancement là để nâng cấp nó lên, cải thiện nó. Performance là quá trình hoạt động, là hiệu quả. Để mà tăng cái hiệu quả làm việc thì các kỹ thuật này nó sẽ phải giúp giải quyết vấn đề gì? Phân cực nồng độ và nghẽn màng. À được. Có các nhóm kỹ thuật như sau. Nhóm đầu tiên là mình chưa có can thiệp gì hết á, mình chỉ là tối ưu hóa các thông số vận hành thôi.
Thông số vận hành của màng cũng có ví dụ như là tốc độ tiếp tuyến, tốc độ bơm. Ở thông số là TMP. TMP là gì? Là gì? Viết tắt của Transmembrane Pressure, áp suất xuyên màng. Sao ông Tường không nhớ? Đó là bình thường, không phải là bất thường. Đặc biệt là thế giới ngày nay sau một tuần có quá nhiều thông tin, cho nên mình sẽ không nhớ được một số thông tin. Cho nên có những kỹ thuật mà nếu muốn nhớ lâu á, ví dụ học xong rồi nè, muốn nhớ được tốt á, là tối về là phải đọc lại. Sau đó cỡ khoảng mấy ngày đọc lại, một tuần đọc lại, vậy là nhớ rất lâu. Còn hôm nay học xong nè, thấy hay ghê, rồi tối về không có đọc lại nên là lần sau không nhớ gì đâu. Chỉ nhớ là ông thầy đó thú vị ha, ít tóc, trán hói hói, nhớ được như đó thôi. Còn kiến thức là ông nói là không nhớ. Mấy đứa sinh viên đại học mà gặp mấy giảng viên trẻ là nó học nó nhớ lâu lắm, tại vì nó gắn sự học với sự đam mê của thầy giáo. Tại vì khi nó thích rồi á, là tối về nó mở ra nó đọc tới đọc lui á, cái gì của thầy đều là lý tưởng, thành ra nó nhớ nó học giỏi. Ở vậy những người mà có vợ rồi để đi dạy cũng là một thử thách khó luôn. Bây giờ tôi nói sinh viên của tôi là gì? Bây giờ em yêu thầy không được, vì em phải yêu cái môn học của thầy thì em sẽ học tốt. Bây giờ em thấy môn công nghệ lọc bàn này hay nè, đây là tình yêu của tôi nè. Đó, ví dụ như em phải tưởng tượng trong vòng tháng này đây là tình yêu của tôi, ngâm cứu nó hoài luôn. Mấy bạn mà chưa có chồng nhớ vợ biết, mỗi lần yêu ai là cứ đâu 5-6 phút là nhớ về người yêu một lần. Thì giờ nếu mình đặt cái môn này là người yêu thì tự nhiên mình nhớ hoài là nó nhớ thôi. Có thì lúc đó là chọn cái gì đó không biết. Đà thứ hai là đang nói gì nữa, thông số, các một số thông số, xin lỗi thêm đây. Thứ hai là các cái nhóm kỹ thuật liên quan đến tính chất của dịch lọc đưa vào, ví dụ như độ nhớt của nó, ví dụ như hàm lượng của nó. Ở trên thông số vận hành còn có nhiệt độ nữa, ví dụ độ C, nhiệt độ. Rồi, thứ ba là mình có thể cải thiện bằng cách là lựa chọn cái màng phù hợp với cái ứng dụng của mình. Membrane selection là lựa chọn. Rồi surface modification, cái này nó liên quan đến những cái bên làm về vật liệu, bên làm về sản xuất màng á, chứ không phải là người ứng dụng như mình. Nghĩa là cái mặt cái màng đó bây giờ cái vật liệu nó dày, hoặc là hiệu chỉnh nó để làm cho nó ít bị nhãn màng hơn, thay đổi về mặt hóa học mình làm được, học để biết hơn. Thứ tư là nó liên quan đến cái việc hiệu chỉnh cái những cái đường ống dẫn rồi đó, cái cách lắp đặt của cái màng, phải chỉnh ống bơm vô ống bơm ra, chỉnh làm sao để mình tăng lên hiệu quả hoạt động. Năm là flow manipulation, flow là dòng chảy, cái này là thay đổi về dòng chảy. Nó đang chảy xuôi mình cho nó chảy ngược, đúng không? Nó có một vài kỹ thuật vậy. Và nhóm thứ sáu là liên quan đến việc áp dụng các lực bên ngoài đưa vào, external body forces. Ví dụ như áp dụng điện từ, điện trường. Áp đưa vô một cái trường điện để nó có thể cải thiện được, hay là siêu âm. Đây là những cái lực bên ngoài đưa tác động thêm vô để tăng hiệu quả hoạt động. Đầu tiên, nhóm đầu tiên là tối ưu hóa các thông số hoạt động. Trong đó có ba thông số quan trọng là gì đây? Cross flow velocity là tốc độ bơm tiếp tuyến. Thứ hai,
Transmembrane pressure là áp suất xuyên màng. Thứ ba, nhiệt độ vận hành và thời gian vận hành là ba thông số quan trọng của hệ tối ưu. Bây giờ câu hỏi nè, áp suất xuyên màng càng cao thì tốc độ dịch lọc qua màng càng cao, đúng hay sai? Đúng con khúc thời chút xíu mình thấy nó không đúng. Hồi trước tôi cũng nghĩ như mấy em vậy đó, mà tôi mắc mấy cái màng, tôi hồi là nghiên cứu tiến sĩ, mỗi cái màng mấy ngàn đô lận, mấy ngàn euro lận. Chỉ có nghiên cứu ở Bỉ mới chịu nổi cái này, chứ ở Việt Nam là chắc thôi. Nếu mà có vợ có chồng nữa là bị la hoài luôn. À, nó không hẳn vậy, không phải là cái tăng áp suất là nó lọc nhanh đâu. Tăng áp suất mà không khéo, tăng quá khi nó nghẽn mà tăng quá làm sao? Nó nghẽn mà không xử lý được luôn, có nghĩa là hư màng luôn. Rồi bây giờ mình nhìn nè, đây là TMP, TMP là áp suất xuyên màng, đây là G là tốc độ dịch lọc qua màng, bao nhiêu lít trong một giờ trên diện tích của cái bề mặt màng của mình á, là tốc độ dịch lọc qua màng càng cao càng tốt, đó là mình muốn. Ở đây mình thấy là khi mình tăng áp suất xuyên màng thì nếu mà nước tinh khiết á nha, nước tinh khiết nè, với nước tinh khiết thì càng tăng áp suất xuyên màng thì lọc càng càng nhanh, nó không như nước thôi mà. Còn bây giờ với thực phẩm thực sự nó khác à, khi tăng áp suất xuyên màng thì tốc độ dịch lọc qua màng có tăng lên, mà tăng là tăng trong cái khoảng này là tăng tiếp tuyến, khoảng là tăng TT là trung thiên nè, khoảng này. Như vậy khi mà ở trong cái khoảng này là ok, là tốt. Em tăng áp suất xuyên màng lên đến tối đa để đạt khoảng khoảng này luôn là tốt. Tối đa để đạt khoảng này, tại cái đó tốc độ dịch lọc xuyên màng người ta gọi là tốc độ dịch lọc xuyên màng tới hạn, critical flux. Đạt được cái điểm đó là lý tưởng nhất luôn. Bây giờ nếu mà tăng tiếp áp suất xuyên màng thì nó tăng lên nhưng mà nó không có tiếp tiến nữa. Ta đã bắt đầu ngay chỗ này là nó xảy ra hiện tượng nghẽn màng. Rồi. Và đến đây là em có tăng mấy đi nữa nó cũng sao? Mà nó không tăng nữa. Chỗ này tối đa gọi là limiting flux, là tốc độ dịch lọc của màng giới hạn. Khi mình tăng tiếp áp suất xuyên màng, bây giờ là cái vấn đề càng lớn luôn, giải quyết không được. Với số loại thực phẩm mà gọi là cái lớp nghẽn màng nó không nén, tức là giờ nó nghẽn rồi mà cái vật liệu nó bám dính vô đó, nó không có tính nén trở lại, thì lúc đó là em tăng áp suất xuyên màng thì tốc độ dịch lọc của màng nó sẽ giữ tương đối là ổn định, nó không có nghẽn thêm. Đa phần á, thực phẩm của mình nó rơi vào trường hợp này, ví dụ như sữa là nó nén lại, em càng ép nó càng ép càng nén càng nghẽn nghẽn nghẽn, cuối cùng em tăng áp suất xuyên màng lên nó lại giảm tốc độ dịch lọc. Đến đây lại khó giải quyết là rửa này, thật là màng hữu cơ nó nghẽn như trong đó rồi là rửa không được nữa, là đến giai đoạn phải thay cái màng. Ok, đó là ảnh hưởng của áp suất xuyên màng. Bây giờ mình qua ảnh hưởng của hai các thông số khác. Đây là CFV. CFV là gì? Tốc độ dịch lọc tiếp tuyến, tốc độ bơm tiếp tuyến của dịch lọc. Khi mà tốc độ này bơm càng nhanh thì thấy là con đường nó sẽ cao lên nè. Tức là có nghĩa là tốc độ giới hạn nó cũng cao hơn và tốc độ tới hạn nó cũng cao hơn. Cái này là tới hạn, cái này là giới hạn. Như vậy là cách nào đó mà mình bơm dịch lọc càng nhanh thì càng ít bị nghẽn và tốc độ lọc càng nhanh. Nhưng cái khó của một hệ thống lọc bình thường đó, bơm càng nhanh thì cái gì nó bị ảnh hưởng theo? Cái này nè, nó cũng bị gì? Nó cũng bị tăng lên. Bây giờ mình nén bơm nhanh quá mà nó bị tăng lên. Cho nó chút xíu nữa sẽ có một cái kỹ thuật nữa là bơm nhanh mà lại không tăng, thằng này mới hay.
chứ bình thường là hệ thống bình thường hay bơm nhanh là thằng này nó cũng tăng theo à, và TMP cũng tăng theo. Rồi ở đây ảnh hưởng gì nữa? Hàm lượng dịch lọc thấp hơn thì lọc được nhanh hơn, nó loãng lọc nhanh hơn hay bình thường. Nhiệt độ cao hơn thì lọc nhanh hơn. Tại sao nhiệt độ cao hơn lọc nhanh hơn? Độ nhớt giảm xuống, sự linh động của các cấu phần nó nhanh lên. Còn ở dưới này thì ngược lại thôi, tốc độ tiếp tiến giảm, hàm lượng dung dịch tăng, nhiệt độ thấp thì nó nằm dưới này. Cái đây là tôi lấy cái đường này tôi vẽ qua, lấy cái đường mà vật chất không nén này nha, vẽ qua chứ không phải là có nén. Nếu có nén thì lên đây nó phải xuống như này. Chỗ này thi có hỏi là áp suất xi màng càng cao thì tốc độ dịch lọc qua màng càng nhanh khi lọc nước tinh khiết, đúng hay sai? Câu trả lời là đúng. Nhưng mà khi lọc sữa đúng hay sai? Lại sai. Ok, giờ nói ngon lắm. Sao Tuấn không nhớ gì đâu. Ok. Trong cái phương pháp này có một phương pháp cũng đơn giản, dễ làm, đó là kiểm soát tốc độ dịch lọc qua màng. Bình thường á, đây là đường lọc bình thường nè. Khi mình mới mình khởi động lọc thì tốc độ dịch lọc qua màng khá là cao. Nhưng cứ theo thời gian nó bắt đầu bị nghẽn, tốc độ dịch lọc sao? Giảm xuống. Đến đây là nghẽn tối đa rồi nè. Nó thấp, rất là thấp. Còn bây giờ có phương pháp là ta kiểm soát cái dịch lọc qua màng, control PMX flow, là ta không cho nó ra tự do nữa. À, ban đầu nó có thể ra được 100 nhưng mà ta giới hạn cho nó ra 25 thôi. Ví dụ vậy, 25 phần thôi hoặc là 30 phần thôi. Thì lúc đó nó sẽ ít nghẽn. Nó có thời gian để dòng chảy nó xới lên, nó tự giải quyết việc nghẽn, cho nên cứ duy trì được hoài, mặc dù nó ban đầu nó thấp nhưng mà nó cuối cùng nó vẫn duy trì được lâu hơn thằng này ban đầu cao, sau đó lại xuống. Cũng là một cách thực hiện. Mình mua cái màng nhìn mới lọc nó chạy u màng này ngon này, chạy nhanh quá, mà sau một hồi thực ra lọc 15 phút là xuống liền lập tức luôn, nhanh lắm. Mình có thể ứng dụng gọi là diafiltration. Diafiltration dịch nôm na là như cuối chương nó có từ vựng diafiltration, trong đó tôi dịch là gì tôi không nhớ luôn. Là gì ạ? Không có hả? Trong cái phần từ vựng cuối chương á, có phần từ vựng á. À, nói chung là mình hiểu nôm na là thẩm tách. Ok. Cái cách làm như thế này là gì? Cách làm là bây giờ mình lọc nó đến một độ cô đặc. Sau đó thêm nước vô, dung môi đó nghĩa là nước đó, loãng ra lại. Xong rồi lọc lại. Lọc lại sao làm loãng, lọc tiếp. Lọc như vậy để mục đích là tăng cái độ tinh khiết của các cấu phần được giữ lại trên màng. Đó là khi những mình cho nó lọc qua nè, những cái thằng nào lớn thì được giữ lại trên màng. Nhưng mà một phần cái nhỏ nó cũng bị gì? Giữ lại. Thì qua đây, những cái nhỏ nó qua, một số cái lớn nó vẫn qua, một số nó lọc qua. Thì cái thằng này mình cho dung dịch vô mình loãng lại để mình lọc. Khi mình làm loãng, mình lọc thì cái này nó qua tiếp, qua tiếp, qua tiếp, tăng cái độ tinh khiết lên. Mà khi làm loãng có nghĩa là giảm hàm lượng, mà giảm hàm lượng có nghĩa là lọc được nhanh hơn, đúng không? Rồi. Tôi nhìn vô đây. Bình thường á là chỗ này, cái cách thẩm tách này có 3 cách thực hiện. Là một cái là làm theo mẻ, có nghĩa là mình lọc cô đạt hết đến cuối rồi, khi rồi mình mới thêm dung môi vô đọc lại. Còn cách thứ hai là làm theo kiểu liên tục. Cái này là duy trì tốc độ dịch lọc tốt. Liên tục có nghĩa là sao?
Bây giờ là nó có cái bồn vậy nè, ví dụ nha, đi qua cái màng, cái thằng này là dịch qua màng là rút ra rồi, cái thằng này giữ nó nè, cho chạy ngược trở lại lọc tiếp. Trong quá trình vậy nè, cái BMS này nó ra bao nhiêu á là ta cho cái gì vô bấy nhiêu, cho nước vô bấy nhiêu, nó liên tục. Đó là duy trì cái độ loãng của nó liên tục, không có cho nó, không có cho nó đặt lại, làm cho nó tăng độ tinh khiết và lọc hoài như vậy để nó duy trì được cái tốc độ dịch lọc qua màng cao. Đến khi mà mình thấy nó sạch rồi đó, độ tinh khiết mình đạt rồi đó, lúc đó mình mới dừng không cho nước vô để nó cô đặc lại. Đơn giản là thẩm tách theo kiểu liên tục. Cách thứ ba có thể thực hiện là thẩm tách theo kiểu biến đổi thể tích. Là giả dụ như cái dịch lọc qua màng này nó ra là V, nó ra là V lít trên giờ, thì bây giờ nước không thêm vô V mà nước thêm vô là V chia một hệ số là 1.5 gì đó, ví dụ vậy. Có nghĩa là cái lượng nước thêm vô nó sẽ ít hơn một phần so với lượng dịch lọc ra. Và cuối cùng mình dừng lại quá trình mình cũng đạt được cái độ cô đặc. Có hai cách làm nè. Cách thứ nhất là đường này ở đây là gì đây? Cái này là liên tục, còn ở trên là từng mẻ. Cái nào là liên tục, cái nào từng mẻ, nó bị ngược. Đây là lọc sữa gầy, sữa là có nhiều thành phần lắm nha. Cái hình vuông là lọc liên tục, là này nè, thẩm tách liên tục. Có nghĩa là lượng nước thêm vô bằng với lượng dịch lọc qua màng đi ra, đến khi người ta muốn đến cái độ tinh khiết mong muốn rồi, lúc đó mới dừng không cho nước vô để cô đặc cái dịch giữ lại qua màng lấy 3 lần thể tích. VCF là gì? Bữa trước á, là mình ký hiệu cái từ này là VCR, là V Volume Concentration Ratio, là tỷ lệ giảm về thể tích. Còn bây giờ họ ký hiệu chữ F, tôi là cũng hiểu nôm na, nó là F là factor, là cũng là tỷ lệ. Rồi, còn bên này là làm từng mẻ, là sao? Cho nó lọc cô đặt thái xuống rồi sau đó mình mới thêm nước vô. Mẻ đầu tiên, diafiltration 1, thêm nước vô cho nó hồi phục trở lại tốc độ dịch lọc. Xong rồi lọc cho nó hạ xuống, thêm nước vô. Rồi, thắc mắc gì nữa không? Mình đến cái nhóm kỹ thuật thứ hai. Nhóm kỹ thuật thứ hai để tăng cái hiệu quả hoạt động màng là thông qua các cái tính chất của dịch lọc. Đầu tiên là tốc độ dịch lọc qua màng sẽ bị ảnh hưởng bởi hàm lượng của vật chất ở trong dịch lọc, đặc biệt là hàm lượng của chất mà giữ lại qua màng á, có lượng phân tử lớn. Hàm lượng càng lớn thì độ nhớ càng lớn thì lọc càng chậm. Còn tùy thuộc vào composition of the feed, là thành phần của cái dịch của mình. Ví dụ cái dịch của mình chỉ có hai chất là A và B là dễ làm lắm. Nhưng mà như sữa chẳng hạn, nó có hàng loạt các chất. Nó vừa chất mà nó vừa tích điện khác nhau nữa. Khó, đó. Rồi, tính chất gì của dịch lọc mình cũng có thể sử dụng nữa, đó là BI, pH. BI là gì? pH đẳng điện là pH là sao? pH đẳng điện của một protein chẳng hạn là pH mà tại đó tổng điện tích dương gần bằng nhất tổng điện tích âm.
Có nghĩa là điện tích rồng lúc đó sẽ tương đương bằng không. Không thì nó không đẩy nhau, mà nó không đẩy nhau thì nó sẽ gặp nhau, mà gặp nhau thì có nghĩa là protein sẽ có xu hướng bị đồng tụ. Rồi, như vậy mình có thể tận dụng pH, mình có thể thay đổi ionic strength là lực ion. Hàm lượng muối càng nhiều thì lực về đổi ion nó càng cao. Tại vì những cái thông số này nó sẽ ảnh hưởng lên cái độ nén của cái lớp nghẽn màng, độ rỗng của nó hay là độ nén của nó sẽ quyết định, cũng ảnh hưởng lên cái tốc độ dịch lọc qua màng nữa. Cụ thể thì tìm hiểu tài liệu thêm, khi mình ứng dụng của Hương tìm hiểu thêm, mình chỉ biết vậy được rồi. Ok, một số trường hợp thì người ta xử lý cái dịch lọc trước khi ta lọc. Pre-treatment là tiền xử lý nó. Ví dụ như pre-filtration là lọc sơ, dùng vải lọc chẳng hạn. Những cái hạt nào lớn quá vẫn vẫn thấy được mắt thường, dùng vải lọc để lọc bớt nó đi, để giảm cái sự nghẽn màng. Hay là xử lý enzyme, à, dùng enzyme xử lý. Ví dụ trong nước trái cây, trong nước trái cây khi mình lấy ép nước ra thì nó có hàm lượng pectin rồi đó, có lượng phân tử lớn. Bây giờ cho enzyme vô xử lý pectin, thủy phân ngắn ra, nhỏ ra, cuối cùng lọc vậy. Hoặc là người ta có thêm fining agents, là ta thêm những chất trợ lọc. Đôi khi ta thêm những cái hạt nó mang tính rắn á, lớn 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 nè. Mục đích là gì? Những cái hạt này nó đi qua cái màng, nó xới những cái lớp nghẽn lên. Hoặc nếu nó nằm dưới này thì nó tạo cái độ rỗng, nó không nghẽn lại. Lọc xong rồi người ta có phương pháp để tách cái hạt này ra lại. Hạt nó lớn mà, sàn tách ra. Ok, hoặc là ứng dụng ly tâm trước. Ví dụ trong sữa chẳng hạn, người ta dùng ly tâm, hạt cầu bé là dễ tách bằng ly tâm lắm, vậy chênh lệch tỷ trọng nhiều với cái pha lỏng, pha plasma, nên dùng ly tâm tách ra trước đi, rồi cái phần sữa gậy đem lọc dễ hơn là sữa nguyên kem đem lọc. Một vài kỹ thuật hoặc là kết hợp các kỹ thuật này lại. Rồi, mình đến nhóm thứ tư có thể cải thiện quá trình lọc màng, đó là mình đi hiệu chỉnh cấu hình của mô đun màng. MF là gì? Microfiltration. Conventional là cổ điển, cũ, cách cũ. Đó, lọc, ví dụ ở đây là lọc vi lọc của sữa. Cách cũ là cho cái feed vô nè, cái bơm vô đây. Đây là cái màng lọc, PMH ra đây, retentate giữ lại. Lọc sau hồi thấy người ta cố tình người ta vẽ không? Cái này là gì đây? Nghẽn màng. Ở phía trước nó nghẽn nhiều hơn phía sau không? Nhiều hơn hả? Tùy quá trình mình điều khiển nữa, tại thường thường tại phía trước nó nghẽn nhiều hơn, lý do là cái TMP cho này nè, nó là sao? Nó lớn hơn. Khi người ta bơm vô như vậy thì áp sức cái đầu vô cho này nó lớn lắm. À, TMB ở chỗ này nó nhỏ hơn. Nhìn ở đây biết này nè, đây. Áp sức của retentate ở ngay chỗ đầu vô nó lớn, trong khi ở đầu ra thì sao? Nó nhỏ lại. O là output đó. Còn áp sức của bên phía PMH lần này thông với không khí rồi, cho nên nó chỉ có một thôi, bằng áp sức khí quyển, đa phần là khí quyển. À, vậy nhìn xuống là TMP nè, TMP là cái chênh lệch giữa áp suất hai bên mà. Nên TMP chỗ này nó lớn, TMP phía sau làm sao? Nó nhỏ. Kết quả là phía trước nó nghẽn rất nhiều, nó nghẽn từ đầu này, nó nghẽn gì đây? Và khi bị nghẽn như vậy thì càng lọc, tốc độ dịch lọc qua màng càng giảm. Và cái độ ngăn cản nó tăng lên, rejection là độ ngăn cản qua màng. Bây giờ những cái hạt nhỏ mình muốn nó qua nó cũng không qua được luôn, nó cản luôn, nó nghẽn rồi. Ok, bây giờ cái kỹ thuật này người ta gọi là uniform transmembrane pressure, viết tắt là UTP.
UTP thi có đó, tôi đã hỏi UTP từ đầy đủ là gì, viết thành gì? Uniform transmembrane pressure. Đây là cái modification, cái hiệu chỉnh để có lọc áp suất xiên màng đồng nhất. Đây là truyền thống nha, truyền thống là nó không đồng nhất nè, đầu vô nó lớn hơn đầu ra. Nhưng mà khi người ta hiệu chỉnh nó rồi nó thành cái này. Hiệu chỉnh làm sao? Cái dòng PMS đi ra nè, người ta bơm cho ra một phần. Còn một phần sao? Bơm ngược trở lại cho vô đây. Mục đích là người ta chỉnh cái áp suất cái PMS ở cái đầu vô này cao lên. Bình thường nó tự do là áp suất khí quyển, bây giờ ta bơm vô để cho nó tăng lên. Thì áp suất bên phía retentive đầu vô cũng cao. Mà đi ra thấp, cả hai bên đều thấp. Mục đích là ta duy trì áp suất xiên màng sao? Đồng nhất từ đầu màng đến cuối màng. Và cuối cùng là người ta sử dụng nguyên cả cái màng cùng ở chế độ vận hành. Nếu như mình làm như thế này thì chế độ vận hành chỗ này nó khác. Có khi chỗ này là nó qua, nó khỏi cái limiting rồi. Nãy có nhớ cái limiting không? Đây nè. Đó, có khi chỗ này nó ở đây mất tiêu rồi. Trong khi ở giữa này là nó chỗ này. Trong khi phía sau này là nó ở chỗ này. Thấy không? Có nghĩa là nếu mình không chỉnh gì hết thì cái chiều dài của cái màng của mình nó sẽ vận hành từng khúc nó vận hành ở các điều kiện khác nhau, có cái là quá tối ưu, có cái là tối ưu, có cái là chưa đến tối ưu. Còn bây giờ nếu mà làm được như thế này thì mình chỉnh được hết đồng đều nhau không, nguyên cả cái màng hoạt động cùng áp suất xuyên màng hết, và sự giảm xuống về tốc độ dịch lọc qua màng chậm lại, độ rejection là độ ngăn cản qua màng nó cũng tăng lên không đáng kể như trường hợp này, trường hợp bên trái. Cái này gọi là UTP hay còn gọi là Co-current PMS Flow, là dòng chảy dịch lọc sau màng cùng chiều. Co-current cho nó chảy lại cho nó cùng chiều luôn. Dịch nôm na đó như vậy, có nghĩa là người ta bơm cái dịch qua màng trở lại để cho nó chảy cùng chiều với dòng này nè. Rồi. Như vậy trong cái hệ thống này làm gì? TMP có thể được hiệu chỉnh độc lập so với tốc độ tiếp tuyến. Với hệ thống truyền thống thì mình bơm tiết tiến, mình bơm nhanh để cho nó xới lên chảy rối, mà mình bơm nhanh thì cái gì nó cũng tăng lên, thằng này nó cũng tăng lên và làm cuối cùng không có chỉnh độc lập được và là không khó tối ưu. Còn cái hệ thống này là TMB và tốc độ tiết tiến của dịch lọc có thể chỉnh độc lập được, và như vậy là mình tăng cái này lên để nó giảm, để nó tăng tính chảy rối, để nó giảm nghẽn màng. Mình chỉnh độc lập được cho nên mình dễ chỉnh tối ưu hơn cho cả cái màng của mình từ đầu đến cuối. Tối ưu là gì? Cái tối ưu mình mong muốn là tăng được cái CF nhưng mà không tăng áp suất xuyên màng. Khi mình tăng được cái CF, tức là khi mình tăng được tốc độ tiếp tiến của dịch bơm thì mình sẽ tăng được cái membrane shear rate, là ứng suất cắt qua màng, tức là sự chảy rối xoắn á, dòng chảy nó sẽ cắt các cái phần mà gọi là nghẽn màng. Rồi. Trong cái nhóm kỹ thuật này người ta cũng có nghiên cứu đưa vào các spacer và các turbulence promoter. Spacer là các kênh để tạo không gian cho dòng chảy. Rồi turbulence promoter là những cái bộ phận mình đưa vào để kích thích quá trình chảy gì đây? Chảy rối, turbulence là rối. Còn lamina là tầng. Ok.
Ví dụ người ta đưa vào cái mixer như thế này. Những cái này nó gọi là static mixer, là những cái bộ phận để trộn và trộn tĩnh, nghĩa là không phải là đưa cánh khuấy vô khuấy, nhưng mà người ta nó nằm đó nhưng mà nó sẽ trộn được cái dòng chảy. Dù đây là cái module dẫn ống vài cm, người ta chèn vô đó giống như một cái trục vít vậy đó. Bình thường nếu ta không chèn cái này vô á thì dòng chảy ở ngoài này nó nhanh nè, hai bên này là chảy tầng, hai cái dòng sát cái biên là chảy tầng, cho nên dễ bị nghẽn, dễ bị phân cực nồng độ. Còn bây giờ người ta đưa giống như cái dạng trục vít này vô thì cái dòng chảy nó sẽ làm sao, nó xoắn 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 vậy đó. Nó xới lên, có nghĩa là để nó làm cho cái lớp chảy tầng sắc màng này mỏng lại, tạo rối xoắn ở sát với cái màng, ít bị phân cực nồng độ, ít bị nghẽn. Ở dưới này thì người ta chèn từ bên ngoài, có nghĩa là cái hệ thống mà tạo kích thích rối xoắn nằm ở bên ngoài cái màng. Trường hợp này thì ta lọc dịch lọc ở chạy bên ngoài cái ống màng, TMS ở bên trong này. Cái màng là từ bên ngoài lọc vô. Trường hợp này lọc bên, lọc và từ lọc trong lọc ra. Rồi, người ta có thể thiết kế cấu trúc cái này phức tạp hơn nữa này. Không thì kiểu đơn giản như thế này. Trong nhóm này người ta thiết kế những cái module lọc động, dynamic là động, những cái module màng là động. Ví dụ như có cái module gọi là rotating disk module, là module mà đĩa lọc quay, cái đĩa lọc mà nó quay được thì hơi khó làm nha. Rồi mình nhìn vô đây. Cái này không phải đĩa lọc, xin lỗi, cái này thì nên hiểu là thôi sao cũng được, tóm lại là những cái module dạng đĩa mà có quay thì tùy người ta sẽ thiết kế kiểu này kia đó. Mình nhìn vô cái mô hình này nè, fit đây đúng không, cho vô vô đây, đây là cái màng nè, cái màng nó nằm ở đây nè, cái màng này nó không quay, cái thằng này thì là cái màng không quay, nhưng mà trên cái màng á nó có một cái đĩa nó quay sát trên cái màng, cái đĩa này nó sẽ quay rất tốc độ rất là nhanh. Khi nó quay như vậy thì nó sẽ tạo rối xoắn ngay chỗ bề mặt màng, nó tạo một cái shear rate là cái xoắn, cái sự rối xoắn cắt, ứng suất cắt, shear là ứng suất cắt. Và nó rối xoắn chỗ này lên và cuối cùng nó xới 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 này lọc rất là nhanh. Cái này người ta có ứng dụng ở trong những lọc mà xử lý nước thải được, bên môi trường, hay là bên tận dụng phụ phẩm trong các nhà máy chế biến thực phẩm. Phụ phẩm ví dụ như người ta nấu nấu hầm gà xong rồi nước nước rất là nhiều, mà trong nước nó có protein hòa tan, cũng có giá trị dinh dưỡng và có hương vị thơm làm nước dùng nước đó, nhưng mà giờ nó loãng quá, đâu đâu có cách nào mà cô đặc nhiều, tốn tiền tốn năng lượng. Nhưng đây là những cái cách lọc có thể giảm rất nhanh cái độ loãng của nó để sau đó đem cô đặc tiếp lên bằng nhiệt làm nước dùng mà đó. Ok, bên này nó có một cái hệ thống gọi là multi-shaft disk separator, là thiết bị tách đĩa mà có nhiều trục. Người ta có thể thiết kế ở đây là ba trục nè, ở đây là nhiều trục, mấy trục đây, ba bốn năm sáu tám ấy, hoặc là dạng này. Cái dạng này á là những cái đĩa như thế này là cái màng, cái này là cái màng nó quay nha. Còn trường hợp này là cái đĩa nó quay, cái đĩa người ta không phải làm phẳng đâu, cái đĩa nó có răng răng như thế này nè, nó quay nên nó sẽ rối xoắn trên bề mặt màng. Còn bên này là cái màng nó quay, ví dụ như đây là cái trục, trên cái trục này nó gắn cái màng là nó như thế này nè, dịch lọc nó chạy vô đây. Nó là một cái đĩa mà rỗng bên trong giống như cái bánh á, donut lỏng vô cái rồi nó chảy vô bên trong rồi nè, nó chảy vô trong cái trục, nó chảy ra là PMS, nó chảy trong cái trục á, chảy ra ở dịch ở ngoài được cô đặt lại, có tưởng tượng được không? Rồi ở đây ví dụ người ta thiết kế là có hai ống trục, hai cái màng này nó quay hay nó quay ngược chiều không,
Khi nó quay như vậy thì bản thân cái màng này nó sẽ đóng một cái vai trò giống như cái đĩa quay cho cái màng kia. Hai cái màng này nó tự xới 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 lẫn nhau để nó giảm hiện tượng giãn màng. Mấy cái module này nó đắt tiền lắm. Không hiểu hả? Giờ cái màng này nè, cái màng này là ta làm trống rỗng vậy nè. Đó. Bên ngoài bề mặt này là lớp lọc nè. Bên ngoài của mình là dịch lọc, là fit nè. Fit nó đi qua cái màng, nó đi qua bên này thì gọi là cái gì? PMS nè. Mà nó đi vô đây là trên cái trục nè, nó có cái trục. Những cái màng này được gắn lên cái trục, trên cái trục này nó có những cái lỗ. Cái PMS này nó chảy vô trong cái lỗ nè. Rồi nó theo này, nó ra đây, nó ra đây, ra phía này là PMS. Còn cái fit là người ta cho bên ngoài, đi vô bên ngoài, cô đặt lại đi ra bên phía này. Cũng chưa hiểu luôn hả? Có gì đâu mà khó hiểu. Ừ. Giống như cái mà giống như cái ly này thôi, cái màng lọc là không phải là trong ra mà là gì? Ngoài vô. Bây giờ nó qua đây thì cái bên trong là thành PMS. Cái bên trong người ta gắn một cái trục, nó có cái trục này, nó có những trên cái trục nó có những cái lỗ. PMS nó rút vào cái lỗ đó, nó chạy ra khỏi cái máy là xong. Nhưng mà nó khó làm tại vì nguyên cái trục này nó phải quay nữa, nó vừa có lỗ nó hút ra mà đây nó phải quay liên tục, cho nên nó có một cơ chế kín vừa động mà vừa kín, vừa quay mà vừa kín. Để nó không có lậu, đúng không? Rồi, chứ cũng biết hiểu chưa nữa. Cái màng là cái này nè. Là cái đĩa này là cái màng. Có những người phụ nữ mà mình không nên giải thích thêm, tại vì có gì người ta cũng không hiểu, viên người ta không, mặc định là không hiểu, không cố gắng nha. Hồi trước tôi học cái môn vải kỹ thuật, tôi học bách khoa mà có mấy cô tòa mà giải thích cho của cái môn vải kỹ thuật á, nói hoài cũng không hiểu hoặc là cố tình không hiểu, cho nên hả. Chắc vậy. Tóm lại là cái màng này nó giống như một cái bánh xe, hiểu không? Tất nhiên họ làm cho phẳng. Hai cái màng này là nó gắn trên cái trục, mỗi cái trục nó có nhiều màng lắm, nó quay kích thước, nó quay với tốc độ với cái dòng quay nghịch nhau như vậy để tạo sự rối xắn, để giãn nghẽn màng cho nhanh. Rồi. Trường hợp người ta cái này là có hai trục, trường hợp là có nhiều trục, trường hợp này là có nhiều trục mà ở giữa này là cái miếng này là cái miếng không phải là màng lọc nè. Miếng để tạo rối xắn. Thì tùy thích thiết kế thôi, không có gì hết. Ok. Trong cái mô đun màng động này có một cái hệ thống cái này ứng dụng khá là nhiều trong môi trường, đó là mô đun màng dao động, vibrating. Cái kia không hiểu, cái này càng không hiểu nữa. Tóm lại là thằng này nó không có quay tròn mà nó dao động, nó quay qua trái quay qua phải vậy đó, hiểu không? Cái màng lọc ở đây nè, nó cứ quay qua lại mục đích là sẽ tăng cái tính chuyển động của cái màng để giảm nghẽn màng vậy thôi. Rồi về đó đọc đi. Nhóm kỹ thuật thứ năm là flow manipulation, là hiệu chỉnh dòng chảy. Có một kỹ thuật đơn giản gọi là cross flushing. Cross flushing là gì? Mình đang lọc nè. Fit đi vô. Qua đây là gì? Retentate. Qua lọc là gì? PMX. Cross flushing là cross có nghĩa là tiếp tuyến. Đang lọc về bắt đầu khóa dòng này lại, không cho nó qua nữa. Bơm cái này tốc độ tăng lên, không có lọc mà chỉ bơm dịch lọc thôi, bơm mục đích là tạo rối xắng để cái này nó có cái thằng nào mà phân cực nồng độ mà nó nghẽn, mà nó mới vừa nghẽn tạm thời thôi đó, làm cái gì sới lên rồi mới lọc tiếp, lâu lâu làm lần, cứ lâu lâu hoạt động hồi làm lần là cross flushing. Rồi, một nhóm kỹ thuật khác nó gọi là PMX Backflow Techniques, là các kỹ thuật
cho dòng dịch lọc qua màng chảy ngược lại, nó sẽ hiệu quả hơn cái thằng cross flushing chút xíu. Thằng này nó cho ngược lại. Rồi, ví dụ người ta làm sao? Bây giờ cái dịch qua màng gọi là PMX chạy ngược, có nghĩa là gì? Bây giờ người ta dừng lại, không phải là dừng thôi, nhưng mà cho nó bơm, nó làm sao? Bơm ngược lại. Bơm ngược lại để cho những cái nghẽn màng mà nghẽn màng ở mức độ không không quá là mạnh, hoặc là trên bề mặt cái này, nó bơm ngược lại, nó xới lên, nó tống ra vậy, giải quyết vấn đề nghẽn màng, gọi là backflow. Bơm cái dịch qua màng ngược lại. Ở trong này nó có kỹ thuật gọi là backwashing và backflushing. Đây, những cái từ tiếng Anh mình dịch ra tiếng Việt nó gần gần như nhau, mà thực ra tiếng Anh nó phải hiểu khác nhau. Washing là gì? Là rửa ngược, còn cái này là dội ngược. Rửa là gì? Thực ra rửa khác có nghĩa là mình dừng lại, mình không chỉ bơm cái BMS qua mà mình bơm một cái dịch rửa hay là nước qua. Mình lấy nước tinh khiết mình bơm qua. Rồi, ví dụ người ta làm backwashing nè, cứ sau 5 đến 10 phút lọc, người ta dừng lại. Lộn, cứ sau mỗi nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ lọc, người ta dừng lại, người ta bơm nước chạy ngược lại với 5 đến 10 phút gì đó. Còn backflushing là dùng cái BMS luôn, không phải dùng nước. Cái này thì làm cái tần số nó nhanh hơn. Ví dụ sau vài phút đến 1 giờ lọc, mình dừng lại, mình làm cái này vài giây đến vài phút thôi, đến 1 giây đến phút thôi, là cho cái PMS nó bơm ngược lại. Vì bơm lại mà bơm nhiều quá, cuối cùng bơm qua rồi phải lọc lại nữa, mất công mà tốn, đúng không? Tốn thời gian. Một kỹ thuật khác là back pulsing, xung ngược. Thằng này bơm càng ít nữa, xung xung. Tại sao xung? Tại vì là làm quá nhanh, là gọi là xung. Xung không phải là sung sướng mà là cái xung á, thấy không? Tín hiệu nó xung. Ví dụ trong xung thần kinh, ví dụ vậy. Chung mấy người có chồng là tưởng tượng đủ thứ đi rồi. Không có à? Ok, tốt. Rồi. Không phải sung sờ mà sung á, sung sờ nha, chứ không phải là sung sướng cái đâu. Rồi, hiểu rồi cái gì? Rồi cái này làm sao? Tại sao nó gọi là sung? Vì làm tốc độ rất là nhanh. Ví dụ người ta làm tốc độ rất là nhanh là gì đây? 0.1 đến 1 giây. Thời gian mà ngược lại có tính bằng giây à? Có nghĩa là cứ sau lọc giây là mình làm giây, nó nhanh lắm. Mà chủ yếu là xung. Có nghĩa là thậm chí có một kỹ thuật là low pressure backflow. Có nghĩa là cái thằng này chưa chắc là PMS nó bơm ngược lại đâu. Nó chưa kịp bơm mà nó chỉ dừng lại đó thôi. Xong nha. Còn cái này thì dùng áp suất để tạo ra cái rung động trên cái màng. Back pulsing nó cũng dạng xung vậy, nhưng mà mục đích là làm cho cái màng này nó rung thôi, nó đang võng xuống như thế này, bây giờ làm nó rung lên kiểu vậy. Mà làm với cái thời gian cứ giây 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 nửa giây, cho nên nó nhanh lắm, nó làm cái màng rung 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 hoài như vậy, ít nhẽn. Cố tình không hiểu. Tại vì tôi biết cái giải thích cũng không hiểu. Có những phụ nữ, mà không phải những nhiều phụ nữ, mà đừng có nên thuyết phục phụ nữ. Tin hay không tin, đồng ý hay không đồng ý, cũng cứ giả đò như đồng ý cho nó xong nha. Chứ phụ nữ đừng có thuyết phục họ, vì niềm tin của họ khó lay chuyển lắm. Khi mà đang yêu nhau á, thì họ cũng giả đò thôi, chứ thực ra họ cũng không bị thuyết phục đâu. Về làm vợ rồi là nói gì là chồng phải nghe nha. Nói sai không nghe thì nghe xong là ra đằng kia là tâm sự lại với bạn bè. Cho nên nhiều khi mấy ông chồng phải cho ông đi nhậu để ông có trút nơi trút bầu tâm sự. Về ở nhà là vợ nói phải nghe, nói ra ra nhậu nói với bạn, nói cái gì bạn nó ù mày hay, mày có lý, mày đúng á, vậy là tư tưởng đúng. Mà về vợ nó có chuyện gì đâu,
kiếm chỗ mà trú nha. Rồi cho nên nhiều 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 anh có chồng mà cũng muốn kiếm người tâm sự là vậy, vì tôi vợ không chịu tâm sự. Tâm sự hay là không biết kỹ thuật tâm sự giống như những người ngoài kia. Rồi ok, rồi bây giờ cái này minh họa nè. Thời gian lọc. Đây là cái tốc độ dịch lọc qua màng chia cho tốc độ dịch lọc ban đầu C0, có nghĩa là thời điểm ban đầu mình tính là lấy cái điểm gốc á, đây là một, có nghĩa là ban đầu nó cao, sau nó giảm xuống. Cái này tùy đơn vị thôi, không có gì quan trọng. Như vậy nếu mà lọc bình thường thì nó như thế này nè. Còn nếu mà dùng có backwashing đó, thì xong khi mình washing mình trở lại ngược lại cái tốc độ nó hồi phục khúc. Mình rửa cái tốc độ hồi phục khúc. Có nghĩa là mình sẽ tốn thời gian để làm cái backwashing nhưng mà chung quy lại nó vẫn có lợi hơn. Vì nó không có nghẽn cái màng. Những cái mấy đa phần mấy cái hình trong cái chương này là hình tôi vẽ không á, vì cái chương sách này là chương sách quốc tế tôi viết với giáo sư của tôi, trong đó vợ tôi là người kiểm tra tiếng Anh. Cuối chương em đọc thấy là cảm ơn tên của vợ tôi trong đó, không phải cái chương bài giảng ở đâu, cái chương mà tôi gửi tài liệu tham khảo á, nguyên cái chương sách á, trong cuốn sách có lời cảm ơn bạn gái cũ. À. Rồi ví dụ ở đây là lọc với cái module là sợi rỗng mà có dùng back flush hoặc back flushing trong lọc sữa, thì những mô hình thôi gì ráng tưởng tượng như khi lọc nó như vậy, khi bơm ngược lại nó như vậy, vân vân, tự hiểu. Nhóm thứ sáu là gì? Áp dụng lực bên ngoài, application of external body forces. Đây là ví dụ của một module quá trình lọc màng mà được cải thiện bằng điện từ. Ai là cái màng của mình nè? Cái màng của mình được đặt trong một cái trường điện có cực dương và cực âm. Trong cái feed của mình, cái thằng nào mà có điện tích âm là nó sẽ chạy về đâu? Cực dương, dương thì nó chạy về cực âm. Mục đích là ta giúp cái điện này, dùng cái điện trường này để ta hỗ trợ cái màng tách cho nó tốt. Thứ sáu là dùng ultrasound, là siêu âm. Siêu âm là âm mà ở tần số cao mà tai mình thường thường không nghe, không nghe được. Rồi ví dụ đây là cái màng lọc, ta để trong cái bể có nước, rồi ta để ra cục phát siêu âm, phát sóng ra. Nó sẽ làm cho cái màng này được tác động, có một độ rung lắc nhất định với tần số rất cao, tránh nghẽn màng. Với lại siêu âm nó cũng có thể dùng để tách các hạt lớn thành hạt nhỏ, những cái hạt mà cái liên kết nó không đủ lớn là tách được. Khi mà em làm luận văn á, mà em ứng dụng siêu âm rất nhiều, đặc biệt là trong việc pha hóa chất. Cho siêu âm để vô cái bể siêu âm đánh ra cái nó tan rất là nhanh. Cái này là mới cái mô hình thí nghiệm thôi, cái này hơi khó làm tại vì cái siêu âm này nè, nó lâu ngày nó cũng làm cái màng bị mòn luôn nữa. Cao mà. Siêu âm nữa, một cái siêu âm mà em hay gặp phải hoài là siêu âm để cạo cao rang, mấy cao rang không? Nó sẽ làm cái cao răng nó vỡ ra luôn là biết rồi. Nên cái màng này thường cái màng vô cơ, đánh lâu ngày nó cũng bị mòn nữa. Hay là bây giờ nó có những con dao cắt bánh, với những mấy cái bánh mà ngọt ngọt của mà nhỏ nhỏ đó, có trong cái nhỏ đó nè. Người ta có cắt thành chữ nhật nhỏ nhỏ đó, toàn là cắt bằng dao siêu âm hết. Bình thường nó con dao bình thường em chọt xuống lên là nó vỡ hoặc là nó dính. Còn con dao này ta gắn với hệ thống phát siêu âm, nó vừa cắt xuống mà nó vừa rung với tần số mình không thấy mắt thường được đâu, rồi nó cắt rất là sắc, rồi 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 mà tốc độ nhanh nữa. Ok, đến gần phần cuối rồi ha, phần số 6 membrane cleaning and sanitation là mình nói về vệ sinh màng, sát trùng màng, sanitation là nói về vệ sinh, cleaning là nói về rửa.
rửa màng, vệ sinh màng. Trong công nghiệp chế biến lọc màng thì rửa và vệ sinh màng rất là quan trọng, thậm chí nó quyết định luôn cái tính thành công của việc ứng dụng. Cái màng mà rửa không được là tính ứng dụng không cao, có nghĩa là lọc một lần làm gì? Bỏ. Những cái màng này phải rẻ và dùng dùng những cái thực phẩm chế biến ra phải thuộc dạng đắt tiền, hóa chất đồ này kia mà đắt tiền, chắc chuẩn rồi đó. Ok, khi nào thực hiện? Thực hiện khi tốc độ dịch lọc qua màng hạ xuống dưới một cái mức độ mà mình đưa ra trước, ví dụ dưới bao nhiêu đó là mình phải dừng lại, mình phải rửa. Hoặc là nhà sản xuất người ta có đề xuất dưới bao nhiêu lít trên một giờ trên một một mét vuông thì nên dừng lại để rửa. Rửa có thể được thực hiện qua nhiều bước. Đầu tiên là flushing with water, đầu tiên là dội với nước. Dội làm sao? Dội với nước tức là làm sao? Mình sẽ khóa cái dòng PMS này lại không cho nó qua. Và mình thay vì bơm dịch lọc, mình bơm gì vô? Nước vô. Nhớ là đừng có lọc nữa nha, phải khóa cái này lại chứ không nước nó vô nó trồi qua nó cũng ngẹn. Chỉ là flushing thôi. Rồi sau đó extensive cleaning, sẽ là các bước rửa mạnh với thậm chí là hóa chất, tùy cái màng nó cho phép hay không cho phép, với enzyme. Nếu mà lọc sữa, lọc đồ là người ta hay phải vừa rửa enzyme mà có hóa chất mà có enzyme nữa. Tại vì enzyme, ví dụ như protein mà nó nghẽn ở trong đó thì enzyme nó vô hoạt động hoài, nó làm sao? Nó thủy phân, nó cắt nhỏ ra, nó trôi được. Rồi, sau đó là sẽ phải dội là bằng nước sạch. Dội nước sạch xong là nó phải cần đến cái bước nữa là hóa chất bảo quản nữa. Dội bằng hóa chất sát trùng, diệt vi sinh vật, ngâm rửa. Rồi trước khi dùng, phải làm lại với nước gì? Có một điểm cần phải nhớ là gì? No common chemicals and conditions for all membrane materials. Là với một loại vật liệu màng nào đó thì nó sẽ đi kèm với cái hóa chất phương pháp rửa của nó. Chứ không phải cứ mua hóa chất rửa màng là gì, chỗ nào cũng áp dụng như được hết. Tại màng nó có màng ưa nước, có màng gì? Kỵ nước. Có màng gì? Hữu cơ, có màng vô cơ. Có những màng em rửa bằng axit được mà em rửa bằng sút là nó tan, nó hư. Có màng em rửa bằng sút được mà em rửa bằng axit là nó hư. Có những màng em phải nó nhạy cảm, em rửa bằng điều kiện bình thường cho em hạ hay tăng pH là nó hư. Hay là nhiệt độ tăng nó hư, vân vân, áp suất tăng nó hư. Cho nên mỗi loại thường thường người ta phải đi kèm với một cái phương pháp rửa nhất định. Và đa phần là các cái công ty cung cấp màng này nó có cung cấp luôn hóa chất rửa luôn. Nó khuyên là về hòa bao nhiêu này trong bao nhiêu này kia rồi em rửa. Ok, và cái quá trình rửa như vậy được đánh giá qua cái sự hồi phục của tốc độ dịch lọc qua màng, flux recovery, là GR, là bằng GC chia CVW. GC là gì? Là tốc độ lọc nước thôi. Dùng nước để đánh giá tốc độ dịch lọc qua màng khi lọc nước sau khi rửa. Còn GVW là tốc độ qua màng của lọc nước trước khi sử dụng cái màng, trước khi có nghẽn màng xảy ra. Lý tưởng nhất là cái này bằng bao nhiêu phần trăm? 100% là hồi phục hoàn toàn sau khi rửa, mà khó đạt được lắm. Khi nó thấy lên 120%, mừng hay khóc? Vì sao? Vì hư màng rồi, lủng màng rồi. À, sau khi rửa mà tự nhiên thấy tốc độ dịch lọc của màng tăng lên một cách bất ngờ là màng bị lủng, bị hư rồi. Rồi, đến phần số 7 của phần 1 của chương là những cái ứng dụng cơ bản, ứng dụng chung ở trong công nghệ lọc màng. Đầu tiên, công nghệ lọc màng có thể được dùng để concentration là gì? Cô Đạt. Ồ, một từ, học được một từ tiếng Anh là cứ đóng 200 đồng nha. Từ đầu đến giờ là mình học 4 năm môn, mỗi môn khoảng 200 từ vựng, 4 môn là 1.000 từ vựng, 4 chương chứ, 3 chương hả? 3 chương chắc được 1.000 từ vựng. Mỗi từ 200 đồng được 2 triệu chưa? Hả? 200 đồng một từ.
số ít vậy? Ok, có còn hơn không? Rồi, xíu đóng tiền đi để tôi đi ăn nhà hàng nha. Người 200 như đây là cũng được 1 triệu rồi đó. Ok. Người nào thu là được chiết khấu 10% nha. Là có thể ứng dụng làm cô đặc. Cô đặc ví dụ như là UF và RO là phương pháp thay thế để bốc hơi cô đặc hay là chưng cất bằng nhiệt. Truyền thống là mình phải đun sôi lên để cho nước nó bốc hơi là nó cô đặc. Còn bây giờ mình có thể dùng màng thay thế. Mình thay thế như vậy thì có lợi là cái gì? Nhiệt độ nó không cao, giữ được giá trị dinh dưỡng tốt hơn, đúng không? Không chỉ dinh dưỡng mà còn cảm quan tốt hơn. Nếu mà dùng NF để mà cô đặc thì thường thường người ta kết hợp vừa cô đặc vừa loại khoáng một phần. Loại khoáng có nghĩa là loại khoáng hóa trị một hay loại khoáng hóa trị hai. Hóa trị một, NF mới cho hóa trị một đi qua, người ta có thể tắt tắt khoáng. Ứng dụng cơ bản thứ hai trong công nghệ lọc màng nhóm ứng dụng là phân tách kèm với cô đặc, vừa tách vừa cô lại. Khi mình nói cô đặc nó khác với phân tách là sao? Cô đặc có nghĩa là mình quan tâm những cái phần ở trên màng thôi, còn khi nó phân tách là mình quan tâm gì? Cả hai, mình tách mỗi nhóm chất ra. Ví dụ như là dùng microfiltration hoặc là ultrafiltration để thay thế cho ly tâm, rồi tách trọng lực hay là phương pháp chiết tách bằng hóa chất. Thay được bằng hóa chất là một phương pháp tốt. Đó là công nghệ lọc màng được xếp vào nhóm công nghệ xanh, green technology. Tại sao nó được xếp vào công nghệ xanh? Vì nó sẽ giảm thiểu việc sử dụng hóa chất. Vì nhiệt độ của nó thường thấp hơn truyền thống cho nên giữ được dinh dưỡng và cảm quan. Có nghĩa là nó vừa an toàn, vừa cảm quan, vừa dinh dưỡng, nhiều cái kết hợp trở lại. Cái này gọi là công nghệ xanh. Cái nhóm ứng dụng thứ ba này mới hay nè. Co-pasteurization and sterilization là thanh trùng và tiệt trùng, mà không phải bình thường mà gì đấy, lạnh, thanh trùng tiệt trùng lạnh. Bình thường thanh trùng là phải làm nhiệt độ cao lên dưới 100, tiệt trùng là phải trên 100. Còn bây giờ nếu mình dùng màng lọc thì mình làm ra đó 50 độ là được. Thì mình giữ được nhiều thứ hay. Ví dụ bên Úc nó có bán các nước trái cây thay vì thanh trùng tiệt trùng bằng phương pháp nhiệt thì dùng bằng màng lọc. Giá nó cao nhưng mà uống giống như là ăn trái tươi vậy. Rất thơm, rất ngon. Mục đích của phương pháp này là tách loại bỏ vi sinh vật. Ví dụ như microfiltration sữa để làm phô mai. Trong phô mai đó, thường thường khi làm bình thường là họ phải thêm nitrat. Đây là một phụ gia để ngăn Clostridia. Nhưng mà nếu mà dùng màng lọc mà khỏi cần nitrat, thì màng lọc nó sẽ tách được bào tử của Clostridia, nên không cần dùng phụ gia để ngăn nó. Hay là ultrafiltration của nước trái cây này như tôi nói này. Nếu mà ultrafiltration thì cái dịch qua lọc nó là sterile. Sterile là gì vậy? Vô trùng. Dịch qua ultrafiltration là vô trùng nha, vi khuẩn không qua được. Nên nước trái cây mà làm UF ra xong tiệt trùng luôn, cái này là tiệt trùng luôn á. Còn microfiltration là tương tự như là thanh trùng. Tại vì mình không tách được hoàn toàn, mình tách được máy lọc thôi. Nhóm ứng dụng thứ tư, rejection of impurities, là để mục đích là để ngăn cản loại bỏ các tạp chất. Cái này được ứng dụng trong lọc vi lọc gạn trong của bia và rượu. Sau khi lên men bia lên men rượu là thường phải có bước lọc để lọc nấm men, lọc cặn bã của thực vật còn. Phương pháp lọc truyền thống là lọc với chất hỗ trợ lọc là diatomic earth, là đất lọc á, núi lửa gì đó, núi lửa gì đó. Là lọc, ví dụ bia bây giờ cũng đa phần vẫn còn lọc cái này. Thì đây là chất trợ lọc
nhưng mà thải ra môi trường nó lại ảnh hưởng đến môi trường. Nếu mình dùng màng lọc thì mình có thể không cần dùng chất trở lọc, thì không cần dùng chất lọc như phương pháp lọc truyền thống, là lọc phun bản truyền thống, cho nên là có lợi cho môi trường. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến vị hay là mùi hương vị của bia không? Có, tất nhiên là có rồi, trước là lọc, nhưng bây giờ đổ phương pháp lọc thì nó bị ảnh hưởng. Nên bây giờ cũng nhiều nghiên cứu lắm, cái này được nghiên cứu rất nhiều, làm sao dùng màng lọc nào chắc làm sao để cuối cùng cái vị nó như truyền thống. Mình lọc cái gì đó mới vô là chưa chắc là nó dở hơn cái cũ đâu, chẳng qua là họ dùng cái cũ hoài thì như thế nó là gì, là ngon. Cho nên làm cái mới vô họ chê nó dở thôi, chứ chưa chắc là làm mới là... Ví dụ em ăn đậu hũ em mua ngoài chợ, nó bị oxy hóa một mức độ nào đó, ăn hoài vậy nó quen nó ngon. Còn bây giờ người ta làm sạch nhanh quá, nó không oxy hóa, ăn không thấy ngon. Mà thật ra là đúng ra thì như bây giờ mới là ngon. Có hiểu tôi đang nói gì không? Nữa. Ngon hay không ngon là quyết định với truyền thống đấy chứ, đúng không? Rồi. Năm. Ví dụ nên nói về tinh thần đây cũng vậy, mấy đứa nhỏ bây giờ nó nghe nhạc trẻ, nó nghe nhạc mà rất là dễ hiểu như thế mới nó là hay, chứ nghe nhạc Trịnh Công Sơn nhức đầu nhức óc quá, rên rỉ rồi khó hiểu. Còn nhạc mấy đứa trẻ là phải rất hiểu. Anh đi ngang qua em, anh thấy em đẹp lắm, anh dừng lại chào hello, em nói yes ok, anh mời em ngồi lên xe đạp, anh đẩy đi qua cái dốc, anh cố gắng anh thở ra hổn hển lên xuống rồi anh em qua, em thấy cảm động, thế là chúng ta yêu nhau. Phải dễ hiểu vậy mới được. Rồi đến đâu rồi? Thứ năm nè, ứng dụng cũng nhiều nữa nè, trong đời sống, trong chế biến cũng có luôn, đó là làm tinh sạch nước, purification of water, để xử lý nước thải hoặc là làm nước uống vân vân, tùy cái kết hợp màng lọc là gì. Bây giờ trong các cái nhà máy hiện đại á, là người ta hay tái sử dụng nước lắm, thậm chí nước nồi hơi nó lên người ta phải ngưng tụ lại, ngưng tụ xong ta dùng nước đó dùng các chức năng khác. Còn nước nước rửa rồi thì tiêu chuẩn nó khác, thì xử lý khác. Như một số nhà máy như đường ở Tây Ninh, người ta có lấy nước ngưng tụ để làm nước uống á, làm nước đóng chai thành gọi là nước có hương mía. Bên công ty tôi vừa rồi sấy mà gọi là phương pháp sấy bơm nhiệt, có sấy bơm nhiệt không, sấy lạnh á, sấy trái cây, sấy trái mít xong cái ví dụ hơi nước nó bốc ra từ khỏi cái muôi mít nè, cái nó qua một cái bộ phận ngưng tụ nó lắng xuống thành nước lỏng, uống nó thơm thơm hay lắm á, thơm mùi mít mà nước là nước tinh tinh khiết, nước mà là bay hơi lên ngưng tụ lại nước sạch lắm thơm. Rồi, ví dụ lấy cái nước này đem bán thì cũng hay nè. Rồi ứng dụng số 6 nữa là gì? Recovery of valuable components from byproduct, là ứng dụng để recovery là thu hồi lại những thành phần có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế, giá trị cảm quan trong những cái phụ phẩm dạng nước. Cái này nãy tôi có nói ví dụ như trong luộc heo luộc gà rồi đó, thì nó có protein hòa tan, protein hòa tan thường giá trị dinh dưỡng cao, có mùi hương thơm nữa. Mà giờ luộc xong nó loãng quá thì ứng dụng nó khó, vận chuyển bảo quản nó khó, nên mình lọc cô đặc lại để mình giữ làm dạng nước dùng, nước bổ sung hương thơm vân vân. Đó là những ứng dụng, nhóm ứng dụng của công nghệ lọc màng. Bây giờ mình sẽ qua phần 2 của chương, phần 2 lớn của chương, đó là các ứng dụng lọc màng trong công nghiệp chế biến sữa. Mình sẽ nghỉ giải lao 5 phút trước khi đi tiếp.